Chào tất cả anh chị mình đến video của em ngày hôm nay các nhỉ. Hôm nay em lên cho anh chị mình cái cây dendro hoa hồng lưu nha các nhà. Dòng hoa hồng lưu này thì nó xiên bông lắm, nó có bông nó giống như bông hồng vậy anh chị. Thì đây là mặt bông mà nó mới vừa nở rồi, ngày đây là ngày thứ hai ha, nó nở hơi căng căng, nó chưa căng mấy nha, nó còn bự bự lắm. Rồi còn cây em bán là cây như thế này anh chị ha. Thì những cái sản phẩm này hiện tại thì em đang thanh lý. Giá thì đồng giá 50.000 một cây, nhưng em ship một cái đơn là 5 cây nha các nhà, 250k ha. Một cái đơn như vậy thì 39k tiền ship, cây rất là đẹp nha, cây không có xấu nha. Thì có một số cây nằm thì nó ít lá thôi, hoặc là nó ít cây, một hai cây thôi, nhưng mà chậu vẫn khỏe ha, cây không có bệnh gì hết. Anh chị em mình đặt hàng thì liên hệ giúp em ha. Combo 250 cộng 39k tiền ship là 5 cây nha các nhà. Anh chị đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại của em 0392312398 nha các nhà. Thì bên em còn một số sản phẩm như là dáng xưa hay là cây thỏ đỏ Kiên Giang, anh chị liên hệ đặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nha các nhà. Catalia nữa nha các nhà. Rồi cảm ơn các nhà. Thì chiều nay thì lên một cái video ngắn để chia sẻ các nhà mình cái giống là cái cây dendro hoa hồng lưu nha các nhà. Dòng này ít có nha các nhà, bây giờ hết hàng này, mùa dịch này cũng không có nhập được anh chị, cho nên em còn bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu ha. Còn cũng có tầm hai mấy ba chục chậu đó lại à, cho nên chị đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại của em. Em gói hàng em gửi bưu điện nha các nhà. Rồi cảm ơn các nhà, chúc các nhà mình một ngày thật vui vẻ. Thì cảm ơn các nhà.